quyết định về việc 296 về việc điều chỉnh dự án ngày 246 không ngày 17/1/2021 của bộ thông tải về việc điều chỉnh dự án của ban quản lý vốn mình không phải không. Quyền cho mình là đại diện chủ đầu tư, đúng không? Quyền
nói 2 phút được, chưa hiểu được một cái vấn đề gì cơ mà. Hai vấn đề là giống một tôi. Nhiều nghe thực hiện vô cho khác luôn. Hai là gì chúng tôi là mình làm ăn đi hả? Cho chúng tôi á, quyền của mình đi nào. Có hai vấn đề. Đâu? Cái gì vậy nè? Mình là một phòng trực thuộc của sở. Nên là mình gọi nhắn lại á là chủ đầu tư tự nguyện. Chứ không phải của anh cũng này chứ không phải là nếu mà sở giám sát thì gọi là chủ đầu tư giám sát, mà mình thì gọi là mình giám sát là chủ đầu tư, không phải mình là sở, là giám sát tư vấn ngoài thôi, vậy thôi. Một là mình, hai là đi thuê ngoài. Tại vì trong sở thì mình cũng là một phòng ban chuyên môn của sở, nên là ở trong cái kế hoạch đấu thầu á thì mình ghi là chủ đầu tư thực hiện cho mình làm, thế là làm thì mình làm đó. Nhưng cái sửa thì đi giám sát được thôi. Thì mình là một phòng ban của sở rồi. Chỉ có trừ khi mà mình mà đi giám sát cho sở khác. Thì cái đó nó lại là mình không phải là mình là tư vấn giám sát. À, mình là quản lý tính thuê. Thank you.
Thế rồi, nghe ông Minh Việt Nam mời đi. Lên đồ. Tiến tiến đi tắm. Ôi Nguyên, ba cá thì khóc ẩm, chay, chay, sảng quá, chay ngủ mặn này. Thằng này là đừng cái có cái điểm của nó, đừng nó đi mặc pháp rồi đấy á. Quay trên mặt tôi dày dày giấy anh, đây là giấy A4 ấy, vết mặt giờ xếp dễ xem rồi giấy lầy.